Xin chào các bạn, tôi tên là Trần Nguyễn Châu An, là giáo viên trường tiểu học Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay tôi rất vinh dự được đến với cuộc thi giới thiệu sách, chủ đề cuốn sách tôi yêu. Như các bạn đã biết, sách không đơn thuần chỉ là những trang giấy, mà chứa đựng trong nó là cả một thế giới mà con người luôn khao khát được khám phá. Thật vậy, sách là kho tàng trí tuệ của nhân loại, là người bạn không thể thiếu của mọi chúng ta. Nếu mỗi ngày bạn dành một chút thời gian để nhìn ngẫm một vài trang sách, tôi tin chắc rằng nó không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mở ra trong bạn nhiều kiến thức mới lạ, đem bạn đến khung trời mơ ước hay những thế giới mới mẻ. Từ đó, bạn tìm được cho bản thân mình những kiến thức bổ ích. Nói về những thế giới khác, tôi liền nhớ ngay đến nhà văn yêu thích của mình, bác Nguyễn Nhật Ánh và quyển sách gắn liền với tên tuổi của bác, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Đây là quyển sách đã được tặng giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Sách có bìa màu vàng, in hình một cậu bé với lời tựa phía sau rằng: Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em. Một lời tựa đã cuốn hút tôi từ lần đầu nhìn thấy mà khiến tôi tấm tắc về nó sau này. Với tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mời bạn đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ với tình bạn dễ thương của bốn bạn nhỏ và những trò tinh nghịch của cu mùi, hải cò, cái tuổn và tí xuống. Vẫn với giọng văn trong vắt và dí dỏm, bác Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình trở về cái thời còn là cậu bé 8 tuổi, mở ra trước mắt tôi một thế giới tuổi thơ hồn nhiên và đầy ắp tiếng cười. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của cu mùi cùng chúng bạn, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, bồi hồi, da diết nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp, nhưng lòng vào những ngày tháng hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Ngay ở chương đầu tiên của quyển sách, chắc hẳn sẽ có nhiều người giống tôi khi đã có chút giật mình, lắng động xen lẫn ngượng ngùng khi bắt gặp chính mình trong thời áo trắng. Dù bạn có dám thừa nhận hay không, thì ở cái tuổi ham chơi hiếu động ấy, thì việc học như một nghĩa vụ giam cầm ta trước bao nhiêu trò chơi hấp dẫn, trước bao nhiêu khung trời mới mẻ, và giờ ra chơi chính là thời gian thần tiên để chú chim non sổ lòng tìm chút niềm vui ngắn ngủi. Và tôi đã vô cùng ấn tượng với lời than phiền của cu mùi: Người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì mình thích, kể cả những ý thích rất vớ vẩn, và cấm trẻ con làm tất cả những gì họ không thích, và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt. Một lời than của ông cụ non mang cho tôi nhiều suy ngẫm, bởi đôi khi vì quá yêu thương con mà cha mẹ vô tình thái quá sự phán xét và áp đặt con trẻ, chỉ vì họ muốn con mình nhận lấy mọi điều tốt đẹp và tránh xa những cạm bẫy. Nhưng liệu có quá bất công khi chúng ta tước đi quyền được vấp ngã của trẻ và ép chúng vào khuôn mẫu hoàn hảo, chỉ chứa niềm vui và sự sung túc? Có lẽ từ đây, ông muốn gửi thông điệp đến những người lớn: hãy để con cái được phát triển tự nhiên nhất. Ta chỉ nên khuyên răn chứ đừng ngăn cấm chúng khám phá thế giới, dù biết trước đó là ngõ cụt, bởi ta cũng đã từng được trải nghiệm. Nên hãy để trẻ con vươn tới tương lai bằng chính đôi chân nhỏ bé của bản thân. Cầm cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ trên tay, tức là bạn đang cầm một tấm vé đi chuyến tàu đưa bạn về với tuổi thơ của chính bản thân mình. Bạn sẽ được trở về với những trò chơi thuở bé, những suy nghĩ non nớt nghe dại của mình ngày ấy. Nó thật sự rất thú vị và lôi cuốn một cách kỳ lạ, làm cho tôi cảm thấy thực sự thoải mái và bình yên sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều dòng chơi, say mê những món đồ hàng. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền.
Nếu có dịp, bạn hãy thử cầm quyển sách này lên, bắt đầu với chuyến tàu về lại tuổi thơ. Tôi tin rằng bạn sẽ giống tôi, được khơi dậy biết bao kỷ niệm tuyệt vời khi thuở nhỏ, chìm đắm với những suy ngẫm về cuộc sống và để thấy tâm hồn mình được tươi mát hơn.